Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Đỗ Ngọc Hoàn đây. Và trong video ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn cho tất cả các bạn cách có thể bật màn hình dễ dàng mà không cần phải sử dụng đến phím nguồn hay là phím home ở trên tất cả những dòng máy Samsung và những cái máy Android đời cũ các bạn nhé. Thì như các bạn đã biết ý, đối với chúng ta mà sử dụng những cái dòng máy Android hoặc máy Samsung đời cũ không có tính năng double tap để bật sáng màn hình lên, hoặc là các bạn muốn bảo vệ phím home và phím nguồn một cách tối đa, hoặc là khi phím nguồn và phím home của các bạn bị kém rồi mà không ấn được nữa, ấn nó khó, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhé. Cái máy mình đang cầm trên tay hiện tại là chiếc Samsung Galaxy Note Fan Edition. Hiện tại chiếc máy này cũng có tuổi đời khá là lâu rồi và hiện tại cái phím nguồn của chiếc máy này đã bị kém rồi các bạn nhé, và khi mình ấn thì sẽ không thể nào mà ấn được luôn, ấn nó rất là khó đó. Và để có thể mà làm được điều này thì đối với những dòng máy Samsung mà có thể cập nhật được tối thiểu lên Android 7.0 thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt của máy, rồi các bạn sẽ kéo xuống. Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái phần là hỗ trợ ở đây. Rồi, và bây giờ các bạn sẽ kéo xuống và các bạn sẽ ấn vào cho mình cái phần là tương tác và thao tác. Sau đó thì các bạn kéo xuống. Ở bên dưới này các bạn sẽ có thể thấy ở đây nó sẽ có một cái mục là bật màn hình dễ dàng, là bật màn hình dễ dàng mà không cần phải nhấn phím cứng. Các bạn sẽ bật nó lên cho mình. Và sau đó các bạn sẽ bật nó lên. Và sau khi mà đã bật xong thì các bạn sẽ thoát ra bên ngoài. Sau đó các bạn sẽ tắt màn hình đi. Và sau khi mà đã tắt xong màn hình rồi, để có thể bật màn hình lên mà không cần phải sử dụng đến phím nguồn hoặc là phím home thì các bạn có thể vẫy tay trước màn hình. Đó, và sau khi mà vẫy tay thì các bạn thấy là màn hình nó đã sáng lên. Như vậy nó rất là hay. Và để có thể chứng minh được điều này một lần nữa thì bây giờ mình sẽ đặt hẳn điện thoại xuống bàn và mình sẽ thử vẫy tay các bạn nhé. Đó, và khi mình vẫy tay thì lập tức chiếc điện thoại đã được sáng lên. Và như vậy nó rất là hay. Và lúc này mình sẽ chỉ việc đặt ngón tay lên cảm biến vân tay để mở khóa thôi các bạn nhé. Đó, và đó là cách làm thứ nhất đối với những cái máy mà có cái mục bật màn hình dễ dàng ở trong cái phần tương tác và thao tác này các bạn nhé. Còn đối với trong trường hợp là những cái máy mà không có cái mục bật màn hình dễ dàng này thì các bạn sẽ lên trên cửa hàng Play giúp mình. Sau đó các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa tìm kiếm là Way Up. Thì cái từ khóa tìm kiếm đó các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn ở đây. Và sau khi mà đã gõ xong cái từ khóa tìm kiếm đó thì các bạn sẽ tìm kiếm. Và sau khi mà tìm kiếm ấy, thì nó sẽ ra được một cái ứng dụng là Way Up này. Ứng dụng này sẽ có cái biểu tượng là cái biểu tượng bàn tay và cái điện thoại và có phông nền màu xanh các bạn nhé. Các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về cho mình. Cái ứng dụng này nó rất là nhẹ, nó chỉ khoảng tầm hơn 1 MB thôi. Và sau khi mà cài xong thì các bạn hãy mở nó lên cho mình. Sau đó ở cái phần dịch vụ này các bạn sẽ bật lên giúp mình nhé. Và các bạn ấn yêu cầu. Và sau khi mà đã bật xong thì cái bước cơ bản như vậy đã xong rồi. Và bây giờ mình sẽ thoát ra bên ngoài. Và sau đó mình sẽ thử tắt màn hình đi. Và bây giờ mình sẽ thử vẫy tay trước màn hình để xem là chiếc điện thoại có sáng lên hay không các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy là ngay khi mình vẫy tay thì chiếc điện thoại đã sáng lên. Như vậy là cái phần mềm đã hoạt động các bạn nhé. Thì sau khi mà điện thoại sáng lên, các bạn sẽ chỉ việc đặt ngón tay lên cảm biến vân tay để mở khóa các bạn nhé. Và nó sẽ không hề ảnh hưởng đến cái phím cứng. Như vậy là nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là bị hư hại đến phím cứng hoặc là bị giảm độ bền của phím cứng các bạn nhé. Được rồi. Vậy là trong video ngày hôm nay mình cũng đã hoàn thành xong bài hướng dẫn cho tất cả các bạn cách có thể bật màn hình dễ dàng ở trên tất cả những dòng máy Samsung đời cũ và đời mới mà không cần phải sử dụng đến phím cứng. Nếu như các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình và tiếp tục theo dõi những video sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.